Em xin chào quý chính chị và các bạn. Hôm nay em có đi đơn cái bộ hơi 110 của ếch của em mà khách yêu cầu mình bỏ trái piston vô, sợ vận chuyển mấp mép trái piston á, coi chứ anh chị, thì mình cũng bỏ vô. Chứ thật ra bên vận chuyển mà về tới khu vực mình, các bạn thấy nè, mình cũng nói luôn nó nát bét nha các bạn. Nát bét tại vì hãng người ta không có kỹ như mình đâu. Người ta đóng kiện người ta vô cái là nó nát bét hết nè. Các bạn cũng thấy thông cảm, các bạn thấy cái hộp thôi đó. Hộp nào cũng như hộp đấy các bạn, rất là sơ sài. Thì nói chung là cái lồng là nguyên vẹn các bạn. Mình mở ra cho các bạn xem cái lồng 110 của ếch của em rất là xịn nha các bạn. Đây nè, nát nha các bạn, nhìn nát bét thấy ghê không, mà đảm bảo cái ruột bên trong nó yên nguyên nè. Cho các bạn xem nè đó, đây các bạn thấy. Thì sử dụng chung với gen 110 ếch của em nha các bạn, gen 110 ếch của em, hoặc là sử dụng cho xe Future 1 quay thái 110 là chung cái lồng này nha các bạn. Gen á, gen là gen má lớn của ếch của em á, hoặc là gen 110 thì sử dụng được cái bộ này, xài sinh cam 90 mắt nha các bạn, 90 mắt đó, chứ không phải là xài được cho rim thái đâu. Nhiều bạn thấy nó tệp với rim thái, mua gì sao gắn được cho rim thái, các bạn không có gắn được đâu nha. Các bạn thấy nè, đẹp không tì vết luôn nha các bạn, nói vậy chứ đẹp lắm, đẹp nha các bạn thấy. Thì mình thấy nó không ghi thông số này mà gắn cho rim thái là ngon á, gắn cho rim thái là không có ghi 110 rồi các bạn, giống như bị sôi đồ không có biết mình lên 110 luôn. Đây có chữ S của em đây nha mày, không có ghi, hình như mình kiếm kiếm là không thấy ghi chữ 110 hay là 100 mấy luôn các bạn. Thì anh này nhờ mình bỏ trái piston vô nha, trái piston chính hãng của em mình cắt vô nè. Bỏ trái piston thì mình một chút mình đi á, mình sẽ thêm một lớp nữa các bạn, thêm một lớp nữa mình quấn lại thật kỹ nha các bạn. Nè, piston này chưa có gọc siêu nè các bạn, coi kỹ kiểm siêu nha, mình sẽ kiểm siêu cho các bạn. Gọc siêu nè. Đó. Hầu như mình thấy nó chuẩn các bạn, nó bót lắm. Thì khi mà kêu mình là ém trái vô là nhiều khi cái đeo đuôi trái nó chạy nha, thông cảm nha. Nè, cái trái nó đẹp nè, bạn thấy này có cái gì đây nè, có chữ ếch của em trong trái rồi, thấy chắc cú rồi. Anh em kêu mình kẹp lồng có bao nhiêu nữa nè, quên đó, lồng dài bao nhiêu nha. Thì hôm nay mình sẵn mình làm cái clip lại mình kẹp cho các bạn xem sơ bộ luôn nha. Đây nè, lồng dài 79 nha bạn, 78 mấy á, chưa tới 79 nha. Anh em mà có cái thước kỹ là nó không 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 tới 79 đâu, 78 mấy á, xém 79 á, nghe anh em đo kỹ lại là nó vậy đó. Thì các bạn thấy nè, rất là chuẩn nha mày. Dạ lô ạ. Hôm nay anh đặt cái gì anh? Em đóng hàng gửi đi rồi, anh có lấy gì nữa không? Em đóng rồi đó, có thể mai tới rồi đó. 10 cái bơm với em bỏ cái bơm bảo hành cháu nha. Dạ dạ. Đây, mình bỏ trái vô nha bạn. Cái này là mình rồi nè, mình bỏ xuống cho các bạn xem nha, cắm xuống vậy bạn đó, cái đôi nó đuôi này lại là ok đó. Thì anh này nhờ mình bỏ vô thì mình bỏ vô nha các bạn, rồi mình sẽ để lại một cái lớp zin của nó nè. Một cái bao mũ này hơi tệ thì các bạn mình kiếm cái bao mũ nào cho nó ngon hơn cái mình vô lại. Các bạn thấy đã chưa nè, không chịu xuống nha đó,
chưa kêu xuống nữa kìa, chuẩn quá trời mà, quá trời ngon nha mà. Rồi mình xin phép nha, đưa vô một cái bao mới nha, đẹp quá các bạn ơi. Cái này mà thì cái nó đẹp quá trời. Ok này, các bạn thấy rồi, mình đóng một lớp mút nữa nha mày. Rồi mình cắt cho các bạn xem bộ bạc cái nữa đi, rồi test cho bạn cây kiện nè. Nay bộ ếch của em bạc thì anh kêu là bỏ chọt vô đây, anh kêu bạc thì bỏ vô luôn. Anh này rất là kỹ nha bạn, khi mình bỏ bạc vô luôn, rút vỏ bỏ bạc vô luôn. Ok rồi, theo yêu cầu rút vỏ bỏ bạc vô luôn nha các bạn. Rồi cái vỏ thì mình vẫn trả lại, cái này thì mình đi ép bọc đây. Đóng gì là quá kỹ vậy mà. Còn vậy chứ đi xuống tới các bạn là nó cũng một phần nó nát nè, nhưng mà mình đóng là mình đóng kỹ hơn, phân phối là nó ra tới 2-3 lớp các bạn. Tại cái cục sắt này nó nặng quá. Anh em thông cảm rằng cái hộp là nó nát bét á. Mã lòng được thì có thôi chứ gì là cái hộp nó không còn cái gì nha mà. Đồ máy là nó vậy các bạn, đồ máy mà nặng nặng đồ sắt nhất là dên rồi, là cái hộp nó nát hết. Rồi, đây hai món. Tiếp theo mình sẽ test kèn nha bạn. Và cốt tải, cốt tải mình đang bán là cốt tải chính hãng nha bạn. Chính hãng mình cho các bạn xem nè. Chính hãng một bịch 5 cây nhưng mà ai lấy lẻ là không có bịch đâu. Ai lấy lẻ là mình phải đi riêng rồi đó. Cái này là chạy cái dòng 14 nó sẽ bền cái chỗ này hơn nha bạn. Đây, rất là đẹp ha. Cốt tải 65.000 một cây. Nhờ ké cái bao này luôn đi. Bao này có tẩm dầu, coi chờ xét. Rất là đẹp các bạn. Mình test cây kèn nữa các bạn. Kèn ếch của em chiếc này gì mình cảm giác ngon á. Giá thành nó hợp lý. Làm mấy nổi các bạn. Anh em thợ làm mấy nổi, nổi mà làm được giống như cái đồ xịn á. Cũng như làm kia nó hơi cao quá. Đồ giờ nó lên giá liên tục. Cây kèn nha. Cây kèn thì anh này lấy kèn thì mình không, cây kèn nguyên hộp của anh này mình không có xé nha. Mình chỉ test cây kèn kia thôi. Kèn test thôi nè. Kèn ếch của em mình thấy nó quá đẹp. Nhưng mà cái đề xi men đó mình thấy nó lớn chứ không có nhỏ. Thì cái này mình nghĩ là xả được nha mày. Đây mã kèn nè. Còn các bạn nè, kèn nói chung chi tiết làm đẹp quá. Phủ keo nè, phủ keo cái kiểu phủ keo dày quá.
Cái này thì phủ keo luôn, ốc chết ở đây, nhưng mà cái này là nhiều khi mình gì mình phải xả cái này ra. Còn ngay đây nhiều khi cấn mình phải đập dẹp ra lại nè. Và ngay đây gắn cho tay ga thì phải khoan lỗ lên 8 ly nè. Đó. Nói chung là đẹp. Giờ mình sẽ test cho bạn nghe tiếng kêu nha. Âm dương. Âm dương đây nè. Đây đi. Đây nè. Cái kèn của bạn phải đưa vô cái đồ bóp, bạn đưa cắm cắm này nó kêu không có ngon nha. Mình thấy lớn dữ lắm các bạn. Mình thấy lớn hơn Honda, tại cái decibel của Honda là có 80 mấy các bạn. Cái này decibel 100 nè. Mình xin cảm ơn các bạn.